Thì các bạn đã quay trở lại với Huy Mercedes. Ở thị trường Việt Nam hiện nay, với tầm giá 2 tỷ, chúng ta tìm một chiếc xe sang cho gia đình 7 người, gồm hai vợ chồng trẻ, những đứa con nhỏ và ông bà, thật sự rất là khó với tầm giá 2 tỷ Việt Nam. Với tầm giá 2 tỷ, nếu mua xe sang thì chúng ta chỉ có thể mua được GLC 5 chỗ, hoặc là BMW X3 hay Audi Q5 cũng 5 chỗ các bạn. Rất là khó để kiếm được một chiếc xe 7 chỗ, xe sang ở Việt Nam. Thì biết được điều này, Mercedes-Benz Việt Nam đã cho ra mắt dòng xe GOB 200 AMG thế hệ mới, đáp ứng được những yêu cầu đó của thị trường. Ấn tượng ở phần đầu xe so với người anh em GOC á, thì GOB dường như chúng ta nhìn nó vuông vức hơn các bạn. Nó vuông vức hơn, nó khỏe khoắn hơn và nó cũng hơi một chút đàn ông hơn các bạn. Vẫn nổi bật là gói trang bị AMG thể thao với mặt nạ hình kim cương. Mặt nạ hình kim cương các bạn. Kết hợp với cái cụm đèn pha rất là ấn tượng, với hai cái dãy LED chiếu sáng ban ngày. Tiếc một cái là cái đèn pha này chỉ là đèn pha full LED thôi, chứ không phải là đèn multi beam. Giá như cái đèn là multi beam thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Nhưng mà đây là một chiếc xe nhập khẩu các bạn. Khi mà về Việt Nam sẽ chịu rất là nhiều các khoản thuế, thì nhà máy phải cân đối các chi phí và các option làm sao để mà phù hợp với giá thành ở Việt Nam nha các bạn. Phía dưới chúng ta có cái cản trước của AMG rất là tinh tế, được cắt xẻ rất là tinh tế các bạn. Mình điểm qua một chút nha. Hai bên giống như hai cái mang cá các bạn. Được sơn đen, đây là nhựa đen. Tiến xuống phần giữa thì chúng ta có cái phần dưới này được mạ chrome. Bên trong là dạng tổ ong cách điệu. Cái khuôn mặt này với cái gói trang bị AMG, nó làm cho chiếc GOB 200 AMG của chúng ta trông nó ngầu hơn các bạn. Nó rất là ngầu. Phía trước cũng được trang bị là 6 cảm biến phía trước và 6 cảm biến phía sau. Dưới nắp capo này, là khối động cơ mới. Chúng ta cùng xem qua khối động cơ này các bạn nhé. Khối động cơ của GOB 200 AMG thì rất là gọn. Đặt rất là gọn. Được trang bị 1 ti đẩy thôi, so với là 2 ti đẩy của GOC. Khối động cơ này là 1.33 lít tăng áp kép các bạn. 1.33 lít tăng áp kép. So với động cơ tăng áp đơn hoặc là động cơ bình thường, thì động cơ tăng áp kép nó sẽ giúp chiếc xe bốc hơn và giảm cái độ trễ chân ga. Khối động cơ 1.33 tăng áp kép này sản sinh công suất là 163 mã lực và mô men xoắn cực đại là 250 Nm. Khối động cơ này kết hợp với hộp số tự động 7 cấp liên hợp kép DCT và dẫn động cầu trước nha các bạn. Với cá nhân mình thì mình thích một chiếc xe cầu sau hơn là cầu trước. Lát nữa chúng ta sẽ cùng lái thử chiếc xe này một đoạn để xem khối động cơ này với cái hộp số và hệ dẫn động cầu trước nó sẽ vận hành như thế nào nhé. Nắp capo. Nắp capo của GOB 200 AMG được thiết kế với nhiều đường gân dập nổi hơn so với người anh em GOC. Chúng ta trông nó khỏe hơn đúng không ạ? Nó cứng cáp hơn. Rồi chúng ta sang phía hông xe nhé. Ở cái phần hông xe vẫn là những cái đường nét thiết kế vuông vức như vậy các bạn. Vuông vức. Chiếc xe dài gần 4m7. Gần 4m7 so với cái thông số kỹ thuật đó thì nó gọn hơn một chút so với GOC. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn ở bên ngoài đó thì nó cũng không có chênh lệch bao nhiêu đâu các bạn. Đó. Đây chúng ta nhìn. Và điểm nhấn mình thấy là ở hai hốc bánh.
nó được trang bị cái viền bằng nhựa màu đen thế này, nó làm cứng cái xe hơn các bạn. Bộ mâm chúng ta xài bộ mâm 19 inch AMG được sơn bạc. À, giá như cái bộ mâm này chúng ta được sơn hai màu tương phản thì nó sẽ còn đẹp hơn nữa các bạn ha. Thì chúng ta cũng được trang bị hệ thống sấy phanh, khi mà trời mưa nó cũng sẽ tự động sấy để mà giảm cái độ trơn trượt của xe. Chúng ta sang cái phần cánh cửa nha. Đóng rất là chắc các bạn, đóng rất là chắc. So với cá nhân mình cảm nhận á, thì cánh cửa này mình đóng đã hơn là GOC. À, chắc hơn là GOC. À, ở phía dưới chúng ta có cái đường chrome để tạo điểm nhấn cho cánh cửa, cùng với hai đường gân được dập nổi xuyên suốt. Một điểm nhận thấy nhất là cánh cửa của chúng ta được trang bị kiểu ốp vỏ sò. À, có nghĩa là khi mà chúng ta đóng vào á, nó che luôn cái phần dưới này. Cái này rất là hay các bạn, rất là tinh tế, để khi mà chúng ta bước ra ngoài á, trời mưa đó, nó không có bị dơ cái phần quần của chúng ta nè. À, nó che luôn toàn bộ rồi. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm á, là khi mà chúng ta có những em bé chở bên trong thì chúng ta mất đi cái bệ đỡ ở chân này để các bé có thể lên xuống nó dễ dàng. Đây cũng là một cái nó được cái này mất cái kia các bạn. Bên trong nội thất rất là đẹp nha, lát mình sẽ vào mình xem. À, chiếc xe này thì được trang bị gói AMG, nhưng giá như chiếc xe này được trang bị thêm cái gói Night Package, à, giống như là C300 AMG thì nó còn ngầu hơn nữa các bạn. Gói Night Package thì cái phần gương này nó cũng sẽ được sơn đen, và cái phần viền này cũng sẽ sơn đen, nó còn sẽ rất là ngầu hơn. À, mình thì hơi tham lam chút nha các bạn. À, chúng ta ra phía sau xe nha, phía sau xe. Ở cái phần phía sau xe, mình có cảm giác là nó hơi gọn hơn một chút so với GOC. À, gọn hơn một chút các bạn. Ngay cả cái phần đèn này rất là đẹp, nó cũng sẽ làm gọn hơn một chút so với GOC. Cụm đèn pha, cụm đèn hậu full LED gồm hai cái dây. À, rất là ấn tượng, đi bằng đêm rất là ấn tượng các bạn. Cốp điện nha, cốp điện. Xe của chúng ta được trang bị là camera lùi. Đây, cốp chúng ta có ba hàng ghế. Ba hàng ghế thì nếu mà chúng ta dựng hết ba hàng ghế lên thì chúng ta chỉ còn một khoảng này thì chúng ta để đồ thôi. À, để đồ thôi. Nhưng nếu mà trong trường hợp gia đình chúng ta không cần phải đi 7 người, chỉ cần đi 5 người thôi, thì chúng ta có thể gặp cái hàng ghế thứ ba này xuống để chúng ta để đồ nha. Đây, rộng cũng bao la các bạn, rộng cũng rất là bao la. À, ok, cốp thì nhấn nút và xuống thôi. Cái phần cản dưới mà rất ấn tượng. Phần cản dưới được trang bị cản sau của AMG. Mình phân tích một chút nha. Nó được trang bị một cái viền chrome từ trái sang phải này. Lồng bên trong là cái ống xả kép được mạ chrome. À, và cản sau được trang bị những cánh lướt gió. Phía trên chúng ta có cái phần cách điều tổ ong. Nhìn nó rất là tinh tế. À, thật sự với cá nhân mình thì trong tất cả các hãng xe sang cùng phân khúc thì mình cảm thấy là cái phần chỉnh chu về cái phần ốp sau và phần bô của Mercedes mình cảm thấy rất là ấn tượng các bạn. Về an toàn thì chiếc xe cũng được trang bị là hệ thống đổ xe tự động và hệ thống phanh nhấp nháy khẩn cấp, có nghĩa là khi các bạn đi tốc độ từ 50 trở lên, các bạn thắng gấp á, thì ba cái đèn thắng các bạn, nó sẽ tự động nhấp nháy liên hồi để người sau biết mà không đụng vào đuôi các bạn, rất là an toàn. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái khoang nội thất để xem cái chiếc xe này, cái phần thiết kế nội thất nó đẹp như thế nào các bạn nha. Mời các bạn. Đi vào phần cánh cửa trước các bạn. Cánh cửa thiết kế cũng đã đẹp rồi. À, phần trên này chúng ta được
bọc da với những đường chỉ may rất là tinh tế. Phía dưới chúng ta có cái ốp, cái này không phải là ốp carbon nữa các bạn, mà nó là vân carbon thôi, cũng rất là đẹp. Từng cái nút chỉnh ghế, chỉnh điện nha các bạn, cũng được mạ chrome. Giá như những cái nút nhớ ghế này, xe chúng ta được nhớ 3 vị trí ghế nha các bạn. Giá như cái nút nhớ vị trí này cũng được mạ chrome luôn, bọc chrome luôn thì sẽ rất là hay. Xe mình cũng được chức năng là sấy ghế nha. Chứ là sấy ghế này thì mình nghĩ là ở những cái xứ lạnh hoặc là ở Hà Nội phía Bắc thì nó sẽ hợp hơn ở trong Nam. Chúng ta tiến xuống phần dưới thì xe được trang bị hai cái màu nội thất tương phản là màu đen và màu đỏ cherry. Chúng ta có thể lựa chọn những cái màu khác cũng được nha các bạn. Những đường may rất là đẹp. Tay nắm cửa, chúng ta thấy nè, được bọc nhôm, phay xước. Cái đường phay xước nó rất là tinh tế nha các bạn. Rất là tinh tế. Tay nắm cửa cũng được mạ chrome luôn. Một cái điểm hơi tiếc chút xíu các bạn là Mercedes thường thường á là sẽ rất là chỉnh chu ở những cái chi tiết nhỏ, nhưng mà sang chiếc GLB này á thì mình hơi tiếc chút xíu là những cái nút mà chỉnh gương nè, nó bọc nhựa các bạn. Nhựa này rất là cao cấp á, nhưng mà giá như được bọc một chút cái nhôm hoặc chrome vào thì nó sẽ rất là sang hơn nữa nha các bạn. Và một cái điểm hay nữa là nó đã bỏ đi cái chốt khóa cửa các bạn, mà nó thay bằng cái nút này, nút cái đèn này. Nhìn cũng rất là lạ ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển sang bên kia để chúng ta khám phá bên trong nó như thế nào các bạn nhé. Bước vào khoang nội thất thì cái điều đầu tiên mình cảm nhận đó là cái sự hiện đại các bạn. Hiện đại, trẻ trung và có gì đó hướng về tương lai trong cái đường nét thiết kế của cái khoang nội thất này. Chúng ta đi vào từng phần một các bạn nha. Đầu tiên mình cảm thấy đầu tiên ấn tượng nhất là cái hốc gió nè. Cái hốc gió hình tuột pin của cái máy bay. Nó rất là đẹp nha các bạn. Rất là ấn tượng. Được bọc chrome. Và cái chi tiết nhựa bên trong nè, nó cũng được làm rất là chỉnh chu. Tiếp theo là chúng ta có cái phần ốp nhôm được phay xước rất là tỉ mỉ. Và phần ở trên này chúng ta có cái ốp được giả vân carbon. Cũng rất là đẹp. Phía trên này chúng ta được theo mình cảm nhận thì cái này là nhựa mềm cao cấp thôi các bạn, chứ không phải là da. Nhựa mềm cao cấp thôi. Rồi. Cái màn hình này chúng ta được trang bị màn hình dài. Màn hình dài. Giống như những dòng Y rồi GOE rồi GOS rồi dòng S đó các bạn, rất là nét. Nhưng mà do cái kích thước xe nó hơi nhỏ nên là cái màn hình này nó sẽ thiết kế nó gọn lại để tương ứng với cái thiết kế bên trong xe. Rất là nét luôn các bạn. Rồi, tiếp theo đầu tiên là cái mặt cái vô lăng. Cái vô lăng của AMG. Vô lăng được bọc da Napa. Xoay rất là nhẹ các bạn, được trợ lực điện xoay rất là nhẹ. Do là thiết kế của AMG nên là phần dưới được vắt ngang thể thao và được điểm xuyết bằng những cái đường chỉ màu đỏ đây. Từng cái nút ở trên cũng được mạ chrome, rất là chỉnh chu. Rất là chỉnh chu. Cái vô lăng này á, nó được trang bị cái hệ thống là direct steer, có nghĩa là khi mà các bạn đi những cái đường bên trong nội thành á, nó rất là nhẹ, nhưng mà khi các bạn đi những cái đường mà tốc độ cao trên 60 á thì nó sẽ đầm lại để giữ cái an toàn nha các bạn. Vô lăng này thì chúng ta chỉnh cơm thôi các bạn, không phải chỉnh điện nha. Giá như chỉnh điện thì nó sẽ còn hay hơn. Chỉnh cơm thôi. Ok. Bên trong cái màn hình thì chúng ta có cái cụm đồng hồ full kỹ thuật số, rất là nét luôn các bạn. Đang ngoài trời nắng nhưng bên trong vẫn rất là nét, và chúng ta có thể điều chỉnh được những cái kiểu riêng biệt cho cái màn hình này. Truyền thống này nha. Truyền thống. Đó, rất rất là nhiều. Đó. Tổng cộng là chúng ta có đến 4 kiểu hiển thị. Truyền thống, thể thao, cấp tiến, nhẹ nhàng thử coi. Đó, rất là nét luôn. Bên phải chúng ta có cái màn hình giải trí.
được tích hợp cảm ứng nè các bạn, rất là nét, rất là nhạy. Hoặc là chúng ta có thể điều chỉnh ở dưới đây, rất là nhạy luôn. Có nhiều người hỏi mình cái bộ phận này để làm gì. Nó chỉ có một công dụng đơn giản thôi các bạn, chúng nó để tựa cái đầu cái tay thế này, cho đỡ mỏi nha các bạn. Đó, Mercedes luôn luôn quan tâm đến những cái nhỏ nhất của người tiêu dùng nha các bạn. Và chúng ta có thể điều chỉnh được ở trên vô lăng, chúng ta vừa đi vừa điều chỉnh được. Trên cái màn hình này chúng ta được tích hợp cả tiếng Việt và cả tiếng Anh. Cả tiếng Việt và cả tiếng Anh. Có thể điều chỉnh được cái đèn viền nội thất nữa các bạn, đi ban đêm rất là đẹp luôn. Ban đêm rất là đẹp. Đèn viền này là 64 màu. Đi ban đêm nó sẽ hiện lên đẹp hơn, rất là lung linh. Và khi mà chúng ta đi ban đêm á, tôi thui hết mà bên trong nó lấp lánh ánh đèn, tạo chúng ta cảm giác rất là dễ chịu khi mà lái xe. Chúng ta có thể điều chỉnh được âm thanh trên này. Âm thanh thì là loa tiêu chuẩn thôi, chứ không phải là loa Boom Master, loa tiêu chuẩn thôi. Rồi, tiến xuống phía dưới chúng ta có cái dàn lạnh cũng được thiết kế rất là chỉnh chu. Bọc rôm, phay xước rất là đẹp. Cái nút chỉnh dàn lạnh này mang âm hưởng của đàn anh GOE và GOS, rất là đẹp. Và điều hòa là chúng ta được trang bị điều hòa là hai và độc lập. Cái phần dưới này được thiết kế đơn giản nhưng cũng rất là tinh tế, theo mình là như vậy. Với hai cái đường bọc nhôm hai bên cũng được phay xước. Trên cái xe này dùng rất là nhiều chất liệu nhôm nha các bạn. Rất là nhiều chất liệu nhôm. Thì như mình nói là chiếc xe này hướng tới những gia đình trẻ, những người trẻ, nên là những chất liệu bên trong sẽ được thiết kế trẻ trung và thể thao. Đây chúng ta có cái chỗ để ly, để đồ, phải có hệ thống Apple CarPlay và Android Auto nữa nha các bạn. Chúng ta không có sạc không dây. Rồi, sang cái phần này chúng ta có hệ thống điều chỉnh chế độ lái. Chúng ta có Eco này. Comfort này là êm này, ga sẽ êm, tay lái sẽ nhẹ nhàng. Sport thì ga sẽ bốc hơn, tay lái sẽ đầm lại nha các bạn. Chỉ có 3 chế độ chính thôi và một chế độ individual để chúng ta có thể tự thiết lập được những cái chế độ lái riêng cho mình. Xe này thì không có chế độ sport cộng. Tiếp theo các bạn nhé, cái bệ tựa tay này. Theo mình thì nó hơi nhỏ. Hơi nhỏ các bạn. Rồi, chúng ta sang phần ghế. Chất liệu da thì cũng rất là cao cấp, được phối hai cái màu tương phản nhau. Vì là một chiếc xe sang cho gia đình nên chúng ta sẽ chú trọng vô cái phần tiện ích ở hàng ghế sau nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ chỉnh cái ghế trước này sao cho phù hợp với mình lái. Để mình ra hàng ghế sau, chúng ta sẽ xem cái hàng ghế sau nó như thế nào nha. Ok, đây là vị trí lái của mình. Bây giờ mình sẽ ra hàng ghế sau để xem chiếc xe này, hàng ghế sau nó thiết kế như thế nào nhé. Mình vừa ngồi vào hàng ghế sau của chiếc GOB 200 AMG. Mình đã chỉnh hàng ghế trước nó phù hợp rồi, thì bây giờ chúng ta xem hàng ghế sau nó như thế nào nha. Hàng ghế sau này chúng ta có thể điều chỉnh điện nữa các bạn. Điều chỉnh được lên xuống nè. Đây, mình sẽ chỉnh cái này phía sau. Đó, nếu chúng ta đẩy hết ra phía sau thì nó sẽ như thế này đây. Rất là rộng nha, rộng lắm. Và chúng ta có thể ngã được. Điều chỉnh được độ ngã. Bên đây cũng vậy. Vậy luôn. Đấy. So với GOC không, chúng ta không có thể chỉnh được nha, nhưng mà GOB chúng ta chỉnh được, chúng ta tiện dụng hơn nha. Rất là rộng này, chúng ta thấy này. Hơn một gang tay các bạn. Hơn một gang tay, mình cao 1m73, còn hơn một gang tay. Trần thoáng, trần rất là thoáng, da mềm, ngồi êm các bạn. Và có thể để được tựa tay. Phía sau chúng ta có hai hốc gió được mạ chrome. Nhưng mà có một điều hơi tiếc chút xíu các bạn, là ở phía trước thì cái phần này chúng ta được mạ chrome, nhưng
ở phía sau thì cái phần này không được mạ chrome. Hơi tí chút xíu ha. Ok, không sao, nhỏ thôi, không có đề gì hết. À, khi mà chúng ta không ngồi 7 người, chúng ta ngồi 5 người thôi, chúng ta đẩy hết ra phía sau, ngồi rất là thoải mái. Còn khi mà chúng ta ngồi 7 người cho các bé ngồi sau, ông bà ngồi ở hàng ghế thứ hai, hai bạn trẻ ngồi phía trước, rất là hợp lý luôn. Và chúng ta có thể đẩy lên một chút để chúng ta san sẻ cho người ngồi hàng ghế thứ ba. Mình sẽ không lên hàng ghế thứ ba đâu các bạn, tại vì hàng ghế thứ ba như mình chia sẻ là hàng ghế dành cho các bé, hoặc là những người nhỏ con. Mình sẽ không lên hàng ghế thứ ba. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lái thử chiếc xe này một vòng để xem khố động cơ mới, hộp số mới và cầu trước nó sẽ như thế nào các bạn nha. Mời các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ thắt cái dây an toàn vào ha. Rồi, đây là cái vị trí lái của mình. Rồi, mình sẽ về D nha. Rồi, chúng ta lên được. Ở những cái nước đề ba đầu tiên thì mình cảm nhận là nhẹ nhàng chứ không có gọi là bốc giống như trong đầu mình tưởng tượng các bạn. Chắc có thể là một phần là vì khối động cơ dung tích cũng hơi nhỏ, xác nặng và cầu trước đó, nên nó chỉ tăng tốc một cách nhẹ nhàng thôi. Đề ba nhẹ nhàng thôi các bạn. Về cái tầm quan sát của mình á thì là cảm giác là cũng giống như GLC, nhưng có điều là nó hình như nó thấp hơn một chút các bạn. Cái vị trí ngồi có thể thấp hơn một chút. Khối động cơ 1.33 tăng áp kép này chắc chắn nó sẽ kinh tế và nó sẽ về nhiên liệu, nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn là động cơ 2 chấm của GLC. Thì như mình vừa nói, chiếc xe này mang thiên hướng trẻ trung, thời trang, nhẹ nhàng dành cho gia đình. Nên cái việc kinh tế nhẹ nhàng là cái điều tất nhiên rồi. Vô lăng thì nhẹ các bạn, vô lăng thì rất là nhẹ. Nhẹ. Cái vô lăng AMG này được bọc da Nappa. Vẫn rất là thích luôn các bạn. Vẫn rất là thích. Như mình có nói ở những cái clip trước thì Mercedes nói chung và riêng chiếc GLB 200 AMG này được trang bị rất là nhiều những tính năng an toàn. Nhất là khi chúng ta đi gia đình thì vấn đề an toàn là một trong những vấn đề được đặt lên hàng đầu. Chiếc xe của chúng ta được trang bị là 7 túi khí xung quanh xe. Và nó có những hệ thống để mà hỗ trợ chúng ta, ví dụ như là hệ thống cân bằng điện tử tích hợp chống trượt này, hệ thống cảnh báo mất tập trung này, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp này, khi mà chúng ta đi trên đường á mà có những cái tình huống mà nguy hiểm mà chúng ta đạp thắng, đạp không đủ lực, đạp yếu á, nó cũng sẽ tự nhận biết, nó phụ thêm lực thắng ở chúng ta để xe chúng ta dừng lại. Lúc này thì cảm giác chân thắng của chúng ta sẽ cảm giác hơi rung rung chút xíu, phụ chúng ta. Kích thước gọn để chúng ta xoay sở trong nội thành rất là nhẹ nhàng. Một chiếc xe sang dành cho gia đình cũng được các bạn, không quá là cái góc lái không quá nhỏ cũng được thôi. Vô là camera lùi rất là rõ luôn, đây các bạn thấy rất là nét, rất là rõ luôn.
có một điều hay thế này các bạn, là với những dòng xe bình thường á, thì khi mà chúng ta đạp thắng á, thì hai cái má phanh nó mới ép lại. Nhưng mà đối với xe Đức á, thì khi mà chúng ta đạp ga, chúng ta nhấc chân thắng đột ngột thôi, à thì hai cái má phanh nó đã hơi ép vào sẵn rồi, nó chờ rồi để khi mà chúng ta đạp thắng là nó dính luôn. À, rất là an toàn. À, xe Đức rất là an toàn. Ok, cái đường này nó hơi vắng này các bạn. Chúng ta thử tăng tốc nha. Tăng tốc. Ok. Bốc. Nhưng mà nó vẫn có một cái độ trễ lúc đầu nhất định các bạn. Vẫn có một cái độ trễ lúc đầu nhất định. Lát nữa chúng ta vòng lại nha. Nãy là mình tăng tốc ở chế độ comfort các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tăng tốc ở chế độ sport thử các bạn nha. Vòng nữa nha. Điều mình cảm nhận là cái độ khi mà chúng ta chuyển sport á, thì cái độ trễ nó ít đi. Nó ít đi. Và cái tiếng ga nó bốc hơn các bạn. Ga bốc hơn. À, tiếng bồ nó lớn hơn. À. Và cái hộp số 7 cấp DCT này cảm giác nó khi mà chúng ta chuyển sport nó chuyển số trễ hơn các bạn, tạo cảm giác nó thể thao kiểu xe. Nó cảm giác hơi khựng khi mà chúng ta chuyển sport. Đó. Để chúng ta thể thao nha. Ok, chúng ta sẽ thử thêm một đoạn nữa ở chế độ sport nha. Nha. Okay. Tiếng bồ vọng vào bên trong nghe rất là phấn khích luôn các bạn. À. Một chiếc xe nhẹ nhàng nhưng mà khi mà chúng ta đi cao tốc ở chế độ sport vẫn đảm bảo cái độ bốc. Với cái độ sướng nhất định ha, phấn khích nhất định. Chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm chi tiết xe GOB 200 AMG vừa mới về ở Việt Nam. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mexico. À, chiếc xe này có một điều bất ngờ là không phải nhập Đức hay nhập Mỹ mà là nhập từ Mexico các bạn nha. Nhập nguyên chiếc từ Mexico. Một chiếc xe sang, thời trang hiện đại, an toàn dành cho gia đình. À, 7 chỗ ngồi với mức giá chỉ 1.999.000.000, hoặc nếu các bạn qua ngân hàng các bạn chỉ cần trả trước tối thiểu là 400 triệu tiền vốn sẵn có, còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ các bạn. Các bạn thấy chiếc xe này như thế nào? Hãy cho mình lắng nghe ý kiến các bạn bằng cách comment ở phía dưới video này, nhấn vào nút like cho mình một cái xe. À, và nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu thông tin chi tiết và hãy liên hệ với mình theo số điện thoại 0934 091 193. Xin chào và hẹn gặp lại.